quá trời. Bây giờ mình nhạc sùm mạnh nhà này, nhà hát mạnh nhà kia nữa nha. Đây nè chị, cái hàng mà em giao cho anh chị là nó đang nụ đang hoa như vậy nha. Nói chung là ít ra là cũng phải có nụ đó, chứ không có mà giao cái lá không cho anh chị nha. Đây nè, anh chị thấy rõ không? Lá trung màu hồng nè, và màu trắng nữa nè, thấy không? Rồi màu cam, màu đỏ gì bên em cũng có luôn nha anh chị. Màu cam, màu đỏ gì bên em cũng đều có luôn nha. Màu vàng nè. Nói chung là có ít thì nó cũng có nụ cho anh chị luôn nha. Một cái chậu bên em là giá chỉ có 65.000 thôi anh chị. Đây nè, 65.000 một chậu thôi nha anh chị nha. Như đang hoa như thế này có trang trắng nè. Trang trắng nè nha anh chị, có trang trắng. Nhưng mà hàng này toàn bộ là lá trung hết nha anh chị ơi. Lá trung nha, chứ không phải là lá lớn nha anh chị. Nhiều anh không biết, có anh vô bớ comment nói em là cái này lá lớn. Nhưng mà anh nào có chơi trang thì biết nha. Còn nếu mà anh nào không chơi trang thì nó lá lớn thì em cũng thua luôn. Tại vì người ta đâu có biết đâu ha. Nè cái này cũng lá trung nữa nè nha anh chị. Nè cái này cũng là lá trung luôn nha anh chị. Lá trung nè, thấy không, toàn bộ là lá trung. Ăn thua là lá trung dài hay lá trung tròn hơn nha anh chị. Chứ không có lá lớn nha. Bên em không có giao lá lớn nha anh chị. Bên em là chỉ là lá trung thôi. Ở này là lá trung tròn nè, lá trung dài, lá bóng nè, thấy không. Còn cái lá này là lá gân nè. Nó như thường thường mấy anh kêu là Dubai đó. Dubai rồi Pháp nè, Đài Loan nè. Đó bên em cũng giao đầy đủ cho anh chị nha. Hàng này bên em là bán 65.000 một chậu, bên em đủ màu luôn. Tại vì cái này là ship nó nặng nha anh chị. Nè một chậu này nè, trời ơi nó nặng má ơi. Nè anh chị thấy không, nó nặng lắm. Nó nặng cực kỳ luôn nha anh chị. Nè thấy không, nụ không à. Em giao cho anh chị là tệ lắm cũng phải có nụ nha. Anh chị nhìn thấy màu trên cây luôn. 4-5 màu thấy không chị. Nè màu đầy đủ luôn. Trang trắng nè thấy không. Em giao đầy đủ hết trơn luôn. Hồng nè anh chị thấy không. Giá chỉ có 65.000 một chậu thôi. Mà cái chậu nó ship nặng lắm anh chị. 6 chậu không là 70-80.000 tiền cước rồi. Nó không có nhẹ đâu. Người ta Hà Tị người ta tháo cái chậu ra đúng không. Người ta thay vô cái bọc, người ta mới lên hàng cho anh chị. Còn em là lên hàng luôn cái chậu cho anh chị luôn. Nè như cái cây này thấy không. Cam đỏ nữa nè, em có cam mà có đỏ đầy đủ cho anh chị nha. Bên em có cam mà có đỏ đầy đủ. Cây này đang lên bông quá trời luôn anh chị. Quá trời đẹp luôn ha. Đẹp cực kỳ luôn. Nói chung là bên em giao hàng lá trung nha anh chị nè, lá trung nha. Chứ không phải mà em giao lá lớn cho anh chị nha. Trời ơi có ông kia ông đặt hàng mà ông nói ô giao hàng lá lớn. Nhìn sao này lá lớn trời. Bởi vì nhiều người không biết rồi thôi, không có nhận hàng em cũng không có quan tâm tới anh chị. Tại vì không có nhiêu tiền mà mua có 1-2 chậu mà bơm hàng người ta cũng tội lắm anh chị ơi. Nè thấy không, nó như vậy nè, là combo như vậy nè, là 5 màu như thế này nè anh chị. Giá chỉ có là 300.000 em bao ship thôi. Là cây nào cũng nụ và cũng hoa hết cho anh chị nha. Đây nè thấy không, ít ra là cũng phải có nụ như vậy luôn nè. Là về tới anh chị là nó nở bông hết trơn nha anh chị, nở bông luôn. Chứ không phải mà em giao lá không nha, yên tâm ha. Ủa cây này quá trời bông anh chị thấy không. Em giao hàng lá trung nha anh chị. Toàn bộ là lá trung đủ màu hết trơn luôn. Nè ồ bông ngay cả trên cây luôn. Em đu đu chứ em còn thấy đường nè anh chị thấy không. Quá trời luôn rồi cái nè. Nụ nè. Hết hồn cái nụ anh chị thấy không. Đẹp lắm, đủ màu trơn luôn nha. Em đủ màu hết nhưng mà toàn bộ là lá trung luôn. Nè thấy không. Em giao lá trung cho anh chị toàn bộ đủ màu hết. Màu hồng nè, màu vàng nè. Màu đỏ nè, màu cam nè. Thôi ơi, như vậy mà nó ra bông nó đẹp nhất nách luôn chị. Thấy không, đẹp. Cái chậu này là cao từ 25-30cm nha anh chị. Tàn là tàn đẹp cho anh chị luôn nha. Em lựa cây tàn đẹp nè. Có nụ cho anh chị luôn nè ha. Nụ không. Cây này là đẹp lắm nha anh chị. Và đây nữa nè. Nụ không hả. Cái bông này là trang tàu nè anh chị thấy không. Quá trời đẹp luôn. Hoa nó đẹp lắm nha. Trừ khi nào mà bên em á, mà ít có hàng như bông như thế này thì em sẽ lựa nụ cho anh chị nha. Yên tâm cái nào cũng có nụ hết. Chứ em không có giao lá không cho anh chị, yên tâm nha. Tại vì nhầm khi em lựa hàng cho khách hàng á, em lựa từ từ em lựa bông. Rồi tới chừng nào mà hết bông thì em lựa nụ. Vậy đó. Em lựa từ từ xuống anh chị. Để lựa đi trước nè thấy không. Như là thấy không, có bông không anh chị thấy không. Đỏ nè. Cây này là trang đỏ nè anh chị thấy không. Đẹp không, xuất sắc luôn. Anh chị nào có lấy sỉ thì liên hệ qua bên em ha. Tại hàng này bên em có ít hàng thôi chứ không có nhiều nha anh chị. Ít hàng thôi chứ không có nhiều. Tại vì lúc đầu em sẽ lựa cái cây nở như thế này đang em giao hàng. Xong rồi từ từ nó hết hàng, bắt đầu từ từ em sẽ lựa nụ nhỏ. Xong rồi từ từ em sẽ lựa nụ nhỏ. Nói chung em lựa dài xuống đó anh chị, em lựa dài xuống. Trừ khi nào mà anh chị nào yêu cầu á, em ơi lựa bông nở cho anh. Em ơi lựa cái bông búp cho anh. Thì em sẽ lựa bông búp và bông nở theo yêu cầu của thí chủ nha. Ha. Em lựa hết nè thấy không anh chị.
Trời ơi đây nè, trời ơi cây này nữa không. Chị yêu cầu em là lựa búp chứ đừng có lựa nở. Là chị nói là chị ở xa ở Quảng Nam là sợ gửi ra rồi cây nó nở hết trơn, tè le tét lét hết. Thành ra là chị kêu em lựa cái búp vậy không cho chị nè ha. Lựa búp không. Thành ra cây nó đẹp lắm anh chị, nói chung là em lựa theo yêu cầu của anh chị đó. Nhưng mà em lựa sẽ có búp nè, có bông, có hoa cho anh chị luôn, anh chị yên tâm ha. Trời ơi nhà mong bữa ngày hôm qua có cái ông đó có đơn hàng. Ông nói em giao lá lớn cho ông. Thánh thần ơi, anh chị nào ở trong đây mà có biết gì về Trang nói em một tiếng anh chị. Nè thấy không? Nè cây này nè, như cây này là cũng là lá trung nè thấy không? Cũng là lá trung luôn. Ở đây cũng là lá trung luôn chứ không có cái nào là lá bằng bàn tay chứ nha anh chị, cái bàn tay em bay lớn vậy nè thấy không? Cái bàn tay em bay lớn vậy nè. Cái lá lớn là bằng gần một cái bàn tay luôn nha anh chị. Nhưng mà cái này là toàn bộ lá trung không nha, lá trung không à. Nó thấy không? Lá trung luôn. Nè thậm chí em giao cái Mỹ cam cũng có lá trung luôn. Đây lá trung nè thấy không? Nè nhìn bàn tay em nè nha, thấy không? Cái này là lá trung nha anh chị, Mỹ cam lá trung nha. Nói chung là anh chị nào mà biết gì về Trang em giao hàng cũng đỡ lắm chứ. Chứ nhiều anh chị không biết gì về Trang hết trơn, em giao hàng người ta tưởng lá lớn không.